Baby bus. Chơi đồ chơi nhé các bé ơi. Hôm nay mình sẽ thay vào cho Kiki làm thợ sửa chơi đồ chơi nhé. Sẽ sửa chữa tất cả các đồ chơi cho các bé bị hỏng nhá. Bây giờ sẽ sửa chiếc đèn cho bạn chuột trước đi. Đây là chiếc đèn ngủ này của bạn chuột bị hỏng. Đây là chiếc tô vít này. Tô vít này để mở, để mở ốc của ổ điện ra nhé. Các ổ điện có vấn đề rồi. Thank you.
đã sửa xong nha. Còn ra chiếc đàn này là cho bạn thỏ. Nhưng mà trước khi ra hàng thì chúng ta sẽ chụp một kiểu ảnh, chụp một kiểu ảnh lại nha để kỷ niệm. Chờ bạn thỏ chiếc đàn nha. Rồi, video của mình hôm nay kết thúc ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha. Và hôm nay là cái kênh của mình để ủng hộ kênh mình nha. Video sau mình sẽ làm tất cả nhiều video khác hay hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau. Bye bye.